chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Tử 02 của mình. Hôm nay mình ghé thăm một đứa cháu rất là mê cá rút bi, và hôm nay nhân tiện khai trương của shop luôn, thì mình ghé thăm và mình review lại cái shop của bạn Nguyễn Trọng Nhân này, và mình có để cái link mô tả Facebook ở dưới phần bình luận ghim. Thì các bạn nếu mà có nhu cầu về cá cảnh thì các bạn hãy liên hệ cái Facebook của bạn Nguyễn Trọng Nhân. Ở đây thì bạn Nhân vì thích cá bảy màu nên cá bảy màu ở đây rất là nhiều, ngoài ra sẽ có phụ kiện cá cảnh và một số loại cá cảnh khác nữa. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn Nguyễn Trọng Nhân. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Trọng Nhân. Mình vừa khai trương một tiệm cá, mời chú vui với anh em và cô chú Lãng Tử 02 đến chơi tham quan. Mình thì mình chiên các loại guppy với các cá cảnh khác để cung cấp cho mọi người. Mong mọi người ủng hộ mình nha. Với đây, Nhân cũng cảm ơn mọi người đã đến khai trương. Có tặng quà đồ này kia đồ đầy đủ, và chú không hề đến review đồ. Mình cảm ơn mọi người, cảm ơn chú là những không hề. Thường thì người chơi cá bảy màu sau một thời gian chơi thì cũng muốn giao lưu với các bạn chơi cá bảy màu, và bạn Nguyễn Trọng Nhân này nhà ở ngang mặt tiền đường ở Gò Dầu Tây Ninh nên thuận tiện mở shop cá cảnh. Ở đây các bạn thấy là cát hồ này kích thước là 30-40, cao khoảng cỡ 33 cm. Và thường cát hồ cá bảy màu các bạn sẽ thấy nó có dạng lọc đôi QS 280 nè các bạn. Cái lọc này nó có nhiều kích thước nhỏ, kích thước lớn. Và về nguyên lý thì cái lọc vi sinh mà nó càng lớn thì cái thể tích chứa vi sinh trong nó sẽ nhiều. Ở đây là cá bảy màu coi đỏ Albino. Ở đây cũng là coi snacking mà sọt các bạn. Còn ở đây là Pluto Bass. Bạn này nuôi Pluto Bass để trên hồ này và tách một hồ cá trống riêng và một hồ nuôi cá mái riêng. Ở đây là Full Red, Albino Full Red. Thường thường những shop cá nếu mà có cái màu đỏ thì sẽ được mọi người ưa chuộng các bạn. Ngoài ra ở shop này không chỉ về cá bảy màu, cũng có cá La Hán, kinh cam pha, hoặc là cá rồng và cá ba đuôi nữa các bạn. Ở đây là cá rồng. Còn ở đây là cá hạt đỉnh hồng. Nói chung khi mà mở shop thì mình phải kết hợp nhiều loại cá các bạn. Và không những nhiều loại cá mà mình phải bán thêm phụ kiện nữa. Một số cá ranh chu, cá ba đuôi. Để mà đa dạng hóa những cái mặt hàng cá cảnh ở trong shop của mình. Và Nguyễn Trọng Nhân này là do thích và đam mê cá bảy màu nên mở shop giao lưu vui là chính các bạn. Còn cái kinh doanh này chắc là để phụ với lại gia đình. Với lại mặt tiền đang có thì nó sẽ thuận lợi hơn. Ở đây có mấy dòng huyết kiếm, có cá ông tiên.
nhưng chủ yếu của shop này cũng vẫn là K7 màu là chính các bạn. Ở đây cũng có HP Retro nè. Và khi mở shop như vậy thì cũng sẽ có một số nguồn cá từ các bạn giao lưu á, sẽ gửi để mà cung cấp ra thị trường. Ngoài ra đương nhiên cũng phải bán phụ kiện, thức ăn, lọc, vi sinh. Những đây một cái lọc mà cũng rất thích hợp cho hồ cá bảy màu. Cái lọc này nguyên lý sử dụng rất là đơn giản các bạn. Có bán một số thức ăn cho cá cảnh. Đương nhiên là bán cá là phải có thức ăn phải không các bạn? Không những thức ăn cho cá bảy màu mà cũng phải là thức ăn khác nữa, để cho tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng. Ở đây cũng có cám Tomboy nè. Có cám cho cá bảy màu coi. Có cám B2 nữa nha các bạn. Còn bên này là bán máy sủi khí, nói chung là những phụ kiện cung cấp cho người chơi cá bảy màu. Những khay nhựa 7 lít. Còn ở đây là coi snacking mà có ri bông mà sọt nữa. Cũng có một vài dòng cá bảy màu chủ đạo là chính các bạn. Thì một cái shop này của bạn ở Tây Ninh, nếu các bạn có nhu cầu thì liên hệ ở cái Facebook, ở bình luận ghim mình có để link ở đó. Phần giới thiệu của mình tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye. Rồi ok là đẹp trai rồi. Vuốt vậy là đẹp trai rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi.